Hồi nãy hát quốc ca là sao mà không nói? Múa dân vũ là bắt buộc thầy cho mình gì? Bắt buộc mình múa mấy bài những gì? Đôi khi mình không thích, mình cũng dám múa. Bây giờ thầy sẽ cho mấy em múa cái bài mấy em thích. Nhưng mà trước khi đó, thầy mời một số em còn ở bên ngoài. Ngay từ giờ em tập trung vào hội chung là chúng ta tham gia hoạt động chung nhau. Thôi các em. Rồi, thầy mùa hè xanh, cháu chào ở đây. Bây giờ các bạn, cái này là mẫu. Rất đơn giản, trong vòng khoảng gì 10 phút ta sẽ múa được bài này. Đầu tiên là gì? 5 phút rồi. Đầu tiên, nhúng tay chỗ. Rồi, nhúng ngay cái nào, mấy bạn cái này làm tay đầu tiên tay 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Đồng thứ 2 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Phải, 1, 2, 3 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
một là gì? Là động tác một cái thầy. Một, đây là một nha. Hai, ba, chuyển một hai ba thôi. Do màu giáo biết đếm rồi, đếm được từ nghe. Hai ba, một một hai hai
1 1 3 3 1 2 1 3 1 2 3 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 1 3 1 2 3 Làm chưa? Bye.